Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói về một dự án số hóa đầu tư bất động sản trên nền tảng công nghệ blockchain. Đó là dự án Unirea Chain. Unirea Chain là nền tảng mua bán các dự án bất động sản xuyên biên giới trực tuyến, cho phép các nhà đầu tư có thể tiếp cận với các bất động sản có giá trị, có khả năng sinh lời cao. Như các bạn đã biết thì giá trị của một bất động sản luôn ở mức rất cao. Và để đầu tư bất động sản, chúng ta cần phải có một số vốn lớn. Vì vậy, việc góp vốn mua chung bất động sản là điều thường thấy trong lĩnh vực này. Nhưng hạn chế của nó là những vấn đề liên quan đến phần trăm góp vốn, chia lợi nhuận, dẫn đến tranh chấp và bất đồng quan điểm. Ở mỗi một quốc gia, nhà đầu tư muốn mua bất động sản sẽ phải trải qua rất nhiều quy trình và thủ tục pháp lý phức tạp. Đồng thời, người mua phải chịu các khoản thuế phí khác nhau như thuế chuyển đổi, thuế kinh doanh hay thuế trước bạ. Bên cạnh đó, việc xác thực thông tin chủ sở hữu của một loại tài sản, đặc biệt là bất động sản, cũng gây ra khó khăn lớn cho các nhà đầu tư. Và người dùng cũng đang thiếu những kênh thông tin chính thống và đáng tin cậy để có thể tra cứu và phân tích. Chính vì vậy, Unirea Chain ra đời với mục đích xóa bỏ rào cản và trở ngại trong việc đầu tư bất động sản theo cách truyền thống. Và đây là những giải pháp được Unirea Chain đưa ra. Thứ nhất là số hóa tài sản. Mỗi dự án sẽ phát hành một token tương ứng với cổ phần của dự án. Nhà đầu tư mua bao nhiêu token sẽ nắm giữ tỷ lệ tương ứng bấy nhiêu cổ phần của dự án. Thứ hai là chia nhỏ tài sản để đầu tư. Bất động sản sẽ được chia thành nhiều phần, giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ dàng tiếp cận các dự án có giá trị cao, đồng thời đem lại khả năng sinh lời hấp dẫn. Mọi giao dịch mua bán đều được thực hiện trên sàn giao dịch UniRealX, do đó gần như ngay lập tức giao dịch mua bán sẽ được hoàn thành. Người bán và người mua không cần phải trả các loại phí như thuế đất, phí môi giới, phí kết nối và các loại phí khác. Hợp đồng giữa người bán và người mua sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng, an toàn đúng luật bằng cách sử dụng chữ ký số do UniRealX trên cung cấp. Không giống như thị trường bất động sản truyền thống, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua bán trên sàn UniRealX 24/7 với nhiều dự án để lựa chọn và thanh khoản cao. Và đặc biệt, tất cả giao dịch mua bán dự án đều thông qua smart contract và lưu vào blockchain, do đó đảm bảo tính công khai, minh bạch và bảo mật. Nhìn vào roadmap của dự án, hiện nay dự án đang ở khâu hoàn thiện website, white paper, khởi chạy IDO và niêm yết token. Đến quý 4 năm 2021 sẽ ra mắt UniRealX Swap bản beta cho cộng đồng trải nghiệm. Và UniRealX Chain Blockchain Mainnet sẽ chính thức ra mắt vào quý 4 năm 2023. UniRealX Chain cũng đã thành lập công ty tại Việt Nam với tên là Công ty Cổ phần Công nghệ UniRealX Chain Việt Nam, vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Tổng giám đốc là ông Nguyễn Thái Học. Địa chỉ công ty ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Nếu các bạn quan tâm có thể đến công ty và tìm hiểu thêm về dự án. UniRealX Chain cũng đang hợp tác với các đối tác lớn như Hamubay, Coinsbit, Hotbit và Certix. Hamubay là dự án bất động sản đô thị sát biển đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam với quy mô lên đến 130 ha và tổng mức đầu tư lên đến 1 tỷ đô la. Được đầu tư bởi công ty đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải, Hamubay được UniRealX Chain mã hóa trên nền tảng công nghệ blockchain, áp dụng hình thức mua chung bất động sản và giao dịch dưới dạng tài sản số NFT trên sàn UniRealX. Với số tài sản nằm trong dự án Hamubay, UniRealX Chain hoàn toàn tự tin có thể hoạt động liên tục và ổn định mà không cần tìm thêm nguồn bất động sản để số hóa với thời gian lên tới 5 năm. Việc token hóa và số hóa tài sản đã mở ra một kỷ nguyên mới cho thị trường bất động sản, thay đổi hoàn toàn cách đầu tư và tiếp cận dự án. UniRealX Chain đang cố gắng tạo ra một chuẩn chung về việc giao dịch mua bán bất động sản trên phạm vi toàn cầu. Hiện tại dự án đã chạy UniRealX phiên bản beta. Token của dự án là đồng UNR, được phát triển dựa trên BIP20 của Binance Smart Chain. Trong giai đoạn đầu, UNR sẽ chạy trên nền tảng Binance Smart Chain để đảm bảo tốc độ giao dịch và phí giao dịch tối ưu cho người dùng. Sau khi hoàn thành mainnet, UNR sẽ chạy trên nền tảng blockchain UniRealX Chain. Người dùng có thể chuyển đổi từ token UNR sang UNR Coin sau khi hoàn thành mainnet. Bên trong hệ sinh thái của UniRealX Chain có 3 loại token chính, đó là UNR, token đại diện cho tài sản, đại diện cho mỗi dự án, và token UNRS, stable token giá 1 đô. Ngoài ra, UniRealX Chain cũng đang hợp tác với hai sàn giao dịch lớn là Hotbit và Coinsbit, chuẩn bị đưa UNR lên sàn vào ngày 30 tháng 9. Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về UniRealX Chain tại website unirealxchain.com. UniRealX Chain cũng đang có chương trình mở bán token UNR đợt đầu tiên và giảm giá 15% cho tất cả những người mua. Các bạn có thể xem chi tiết tại sale.unirealxchain.com. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.